Em kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị em đang đến với kênh của em ngày hôm nay. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp, và đó cũng là số Zalo của em luôn. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng và sẽ được phát trực tiếp vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần vào lúc 10 giờ. Kính mong tất cả cô chú anh chị em hãy đón xem và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bên em ha. Khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200.000, em sẽ gửi hàng cho mình. Và hôm nay thì Quỳnh Trúc trong cái clip ngày hôm nay sẽ có một số cái món đồ rất là đáng sưu tầm. Em có một cái dĩa gốm Nhật vẽ tay đường kính to, hàng chuẩn cổ luôn, rất đẹp. Với lại là một cái ché nè, ché gốm cây mai được đắp nổi những cái chùm nho và đồ cũng khá là ok. Và một số cái món đồ gốm Nhật, gốm Tàu, gốm Nam Bộ của chú anh chị em hãy đón xem. Đầu tiên em lên vài cái món nhỏ nhỏ này trước ha, cho dễ chống chỗ, rồi em sẽ lên những cái món to. Đầu tiên em có một cái nhạo gốm Nhật chuẩn xưa 80-90 năm, có tích làm mai kẻ thọ, thượng cầm hạ thú, nắp cơm lê với thân, dội này cũng có in hoa luôn nè, quai có in hoa và dội có in hoa luôn. Tình trạng lành đẹp, mỏng và thấu quang, mỏng như cái bóng đèn luôn, rất là đẹp, rất là mỏng luôn. Cao là 14, em giao lưu cái nhạo này lành với giá là 1,5 triệu cho cái nhạo đẹp. Tiếp theo là một cái chung, đây là một cái chung gốm Nhật có tích là Bát Tiên. Tình trạng của cái chung Nhật này nó lành, đường kính miệng là 5,5, chiều cao là 4, em bán cái này với giá là 700. Chung Bát Tiên thì nó tương đối là hiếm gặp ha, gốm Nhật lành nữa, 700. Đây là cái cốc để mà mình gót trà khi mà pha trà ha, cốc gót trà gốm Nhật màu chuẩn xưa. Hôm trước em có 10 cái dĩa thì cái này là cùng tích với lại cái 10 cái dĩa đó, và tình trạng của nó lành đẹp và chuẩn xưa. Gốm này là hầu như là nó giống như gốm vỏ trứng vậy đó, nó khá là mỏng, mỏng dờn luôn. Tình trạng lành, cao là 13, miệng là 7,5. Em giao lưu cái cốc gốc trà này với giá là 500.000 thôi. Tiếp theo là 8 cái dĩa đường kính là 11 cm, cùng tích với lại là cái cốc gốc trà lúc nãy, và tình trạng của nó lành, và cùng tích với lại là 10 cái dĩa hôm trước em có lên đó. Gốm Nhật màu 80-90 năm, chuẩn xưa lành, đường kính là 11 cm. Những cô gái du xuân, em giao lưu 8 cái dĩa này với giá là 1,6 triệu. Tiếp theo là đá cẩm thạch xưa, đá này em bao hàng chuẩn xưa cho cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Nó có lên một cái màu xanh lý khá là đẹp, hình ông Phật nè, đây là cỏ ba lá bốn lá gì đó, hai cái hộp giọt mưa và một cái con cốc ngậm đồng tiền, kêu bằng con cốc chiêu tài đó. 5 cái món này em bán với giá là 450.000 cho 5 món này. Tiếp theo là 2 cái bộ chén gốm Nhật chuẩn xưa. Đầu tiên là bộ này thì có tích là Song Long Chanh Châu. Song Long Chanh Châu, đây là cái dĩa. Tình trạng của cái dĩa này nó có âm một đường ở trên cái vành nhẹ khó thấy. Dĩa có đường kính là 13 cm. Đây là chén Song Long Chanh Châu, vẩy nhẹ chỗ này tí xíu siêu mang. Gốm Nhật xưa, đường kính là 11 cm. Tiếp theo là chén này có tích là Tô Đông Pha Du Xích Bích. Tình trạng của chén này lành, gốm Nhật, chén đường kính là 10 cm. Dĩa này đường kính là 13 cm, và tình trạng của dĩa này có lát ở chỗ này một điểm. Tóc ở đây hai đường trên vành. Em giao lưu 2 bộ này với giá là 350.000 cho 2 bộ này. Tiếp theo đây là một cái lọ hay là một cái ống vôi gì đó mà nó là bằng đá, chất liệu nó là bằng đá, hàng này chuẩn cổ nha. Nguyên cơm lê của nó là như vậy nè. Và ngay cái chỗ này trên cái vành nó có tình trạng là tóc ra mảnh và dán lại. Cao là 8 cm, em bán về cho cô chú anh cho mình sưu tầm chơi, bằng đá ha, chất liệu của nó là bằng đá, nó rất là nặng tay và bao chuẩn cổ. Em bán 150.000 thôi. Tiếp theo là một cái đế chung sâm,
có tích lại chim hoa phú quý bạc đầu gấm nhật chuẩn xưa. Tình trạng của cái đế trung sâm này nó có gân nhẹ đây một điểm nè, gân nhẹ xíu xíu trên vành nè, còn lại thì lành đẹp hết trơn. Em bán cái này với giá là 200 thôi, dồn đơn giùm em ha, mấy cái món nhỏ nhỏ đó dồn đơn giùm em. Tiếp theo đây em có 5 cái dĩa gấm nhật chuẩn xưa, đường kính là 9.5cm cho đến là 11cm. Đây là chén dĩa Trúc Lâm Hắc Hiền, tình trạng dĩa lành. Dĩa thứ hai lành luôn. Dĩa thứ ba nó hơi vẫy hạt mè nhẹ chút xíu, hai điểm không có đáng kể. Dĩa Trúc Lâm Hắc Hiền, tình trạng lành. Và cuối cùng là cái dĩa này, tình trạng lành luôn. Đường kính của hai cái dĩa này là 11, đường kính của ba cái dĩa này là 9.5. Em bán 5 cái dĩa này với giá là 1 triệu thôi. Tiếp theo đây là 5 cái muỗng gấm nhật chuẩn xưa. Hai cái muỗng này có tích là Phúc Lộc Thọ Tiên, dài là 14cm. Một cái này nó lành, một cái nó vẫy nhẹ như cái hạt đậu tí xíu xíu như chỗ này nè, khó thấy. Ba cái con rồng, tình trạng của ba cái muỗng con rồng này nó lành, lành đẹp chuẩn xưa, đường kính là 14. Năm cái này em bán với giá là 650 ngàn. Tiếp theo đây là 5 cái dĩa gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm, đường kính là 15cm. Đầu tiên cái dĩa này là dĩa gốm tàu chuẩn cổ Đông Thanh. Chỗ này nó có một cái chỗ nẻ lò. Dĩa này là dĩa tam hữu, có vẫy nhẹ chút xíu đây và tóc hai đường. Dĩa này thì có mẻ đây và tóc xuống đây một chút xíu. Tiếp theo là cái dĩa tam hữu này, tình trạng của nó chỉ có bị gạn men thời gian thôi, ở phần phía dưới đế nè, phía trên thì không có xuyên gốc lên trên. Cuối cùng là cái dĩa tam hữu này nó có âm men ở dưới đế một đường, có xuyên cốt nhẹ lên phía trên. Tam hữu. Năm cái dĩa này em bán với giá là 1 triệu thôi cho năm cái dĩa gốm tàu này. Tiếp theo đây là một cái ấm gốm Sài Gòn chuẩn cổ, cao là 20cm, loại 4 lít và đặc biệt trên này vẽ tích là cổ đồ. Tích cổ đồ thì đặc biệt lại hiếm gặp và vẽ chạm rất là đẹp. Cô chú anh chị mình xem phía trong những cái đường xoay tay nè, đây là hàng xoay tay chuẩn cổ nha, vẽ hoa vẽ tay hết, cốt bán sứ, tình trạng lành, chỉ có là không có nắp thôi. Tình trạng của thân ấm này nó lành hết, nó không có nắp. Em bán cái này với giá là 3 triệu cho cái ấm này. Tiếp theo đây là 5 cái chén gốm nhật chuẩn xưa. Chén này đường kính là 9.5, sông Long Chanh Châu, tình trạng của cái chén nhật này nó lành. Chén này cũng là chén sông Long nữa, đường kính là 11cm, tình trạng lành. Chén này đường kính là 11cm, con rồng, gấm nhật. Tiếp theo là cái chén sông Long Chanh Châu này, tình trạng của nó lành, đường kính có tới 11.5 lận. Và cuối cùng là cái chén này, sông Long Chanh Châu, 11.5. Tình trạng của 5 cái chén này nó lành hết, con rồng, hàng gấm nhật chuẩn xưa. Em bán với giá 1 triệu rưỡi cho 5 cái này. Tiếp theo đây là một cái chén cá quá long, gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Cá quá lòng, hàng ký kiểu, hiệu đề là nội phủ, em bao đồ chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Đường kính của chén này tới 12.5 lận. Thông thường thì mình sẽ thấy đường kính là 11 cho đến 12 là đã lớn rồi, nó khó ít gặp rồi. Còn cái này là đường kính 12.5, cầm lên tay như cái tô vậy đó, rất là lớn, vẽ đẹp, hàng ký kiểu mà vẽ thì xuất sắc rồi. Tình trạng thì có bị cấn ở chỗ này và nó sẽ có tóc ra 4 đường. Chỗ này thì nó có mắt mảnh nhẹ xíu, em bán về cho cô chú cho mình trưng bày chơi. Được con cái là đồ này vẽ nó khá là đẹp nè. Đường kính 12.5, loại to, hàng chuẩn cổ, em bán với giá 1 triệu tư cho cái chén này. Tiếp theo đây là một cái ấm gốm nhật in tích người. Và cái ấm này in khá là sang, cao là 15, in khá là sang đẹp nè. Nắp này là nắp lai. Cái chốt vội đây nó có bị mẻ nè, mẻ lát và thẩm mỹ lại cái chót vòi ngay chỗ này, vẫy ngay chỗ này tí xíu siêu nha men nè, còn lại thì lành đẹp và hàng gốm nhật chuẩn xưa, đồ già mỏng và thấu quang.
em Zalo cái ấm này về mình trưng bày đẹp, rất khá là sang. Cái này nó cao tới 15 lần lại hơn 1 lít. Em Zalo với giá là 800 ngàn thôi cho ấm này. Tiếp theo đây cũng là một cái ấm gốm Nhật, nó tích là mai cài thọ. Ấm này thì chiều cao là 13 cm, loại 1 lít. Về trưng bày đẹp. Nắp nó là lai nắp Đà Lạt, và cái nắp Đà Lạt này nó có bị tóc. Cái thân của cái ấm này á, thì tình trạng của nó là có tóc từ đây và tóc xuống đây, đây. Có tóc ha. Chỗ này thì lõi men, cái viền dạng đây còn đẹp nè. Chạm in rất là xanh, mỏng và thấu quang của chú anh chị em mua về mình trưng bày đẹp. Em Zalo với giá là 300 ngàn thôi cho cái ấm này. Tiếp theo em có 10 cái dĩa, nó sẽ có 6 cái dĩa gốm Nhật và 4 cái dĩa Đà Lạt. Đây là cái dĩa gốm Nhật, đường kính là 13 phượng thư, tình trạng thì nó có lát ngay chỗ này, và từ cái chỗ lát nó có găng nhẹ xuống nè. Đây là gốm Đà Lạt nè, lát nhẹ cái men. Trúc Lâm Thất Hiền, gốm Đà Lạt. Trúc Lâm Thất Hiền có lát nhẹ cái này tí xíu nè. Và nó có âm men ha, chân chim. Nó có tóc từ cái chỗ mẹ lát này, nó có bị tóc xuống, găng tóc xuống một đường nè. Gốm Nhật. Rồi cái này nó có tình trạng là bị lát vành. Tiếp theo là cái Thất Hiền này thì có lát vành. Chim hoa phú quý bạc đầu ở trên vành đây nó có bị lỗi men. Tóc ở đây một đường. Sông Long Chanh Châu. Gốm Đà Lạt và tình trạng nó có chân chim ở đây. Đường kính là 13. Và cuối cùng là cái dĩa gốm Nhật này in con chim phụng. Phía bên ngoài đây thì cũng có in luôn nè. Tình trạng lành. 10 cái dĩa này đường kính là 13, 6 Nhật, 4 Đà Lạt, em bán với giá là 1 triệu thôi. Tiếp theo lên một cái dĩa gốm Nhật chuẩn cổ hàng vẽ tay của chú anh chị em mình xem. Lâu lâu mới có. Đây là những cái sản phẩm do người sưu tầm người ta ra đồ, mình mới có đồ, em mới có đồ em bán thôi. Chứ bình thường kiếm không có nữa đâu. Dĩa này tương đối to, vẽ tay hết. Đường kính dĩa này là 46 cm, ở trên này sẽ vẽ cái tích là đối tọ Thanh Đàm, những cái người cao nhân thế ngoại người ta tụ họp lại để mà bàn luận chuyện thiên hạ. Đây. Đối tọ Thanh Đàm. Bốn ông nhiều chuyện, xúm lại nói chuyện. Vẽ tay hết nha. Khung cảnh ở phía dưới. Đường kính là 46. Phía sau nè. Phía sau sẽ có những cái chấm kê lò nè, không có gì gọi là lạ lùng đâu. Chấm kê lò nhưng mà chôn cốt thì em bao đồ chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Hàng lành tích và được vẽ tay nữa thì rất là xuất sắc. Em Zalo cái này với giá là 5 triệu, chiều cao của nó là 7 cm. Tiếp theo đây em có một cái miếng chanh. Miếng chanh sơn dầu chuẩn xưa. Ở trên này được vẽ cái tích là cung đình Huế, là một cái tích khá là hay, vẽ cái cung đình Huế ngày xưa. Đường kính là 40 nhân cho 80 cm, ở đây có minh văn. Và phía bên đó có minh văn nữa. Khung cảnh của cung đình Huế ngày xưa khá là đẹp. Và ít gặp những cái khung cảnh như thế này lắm. Tình trạng thì cái sơn ở phía dưới này có phai, nó có sờn nhẹ. Chỗ này nữa nè. Phía sau thì về cho cô chú anh chị em mình treo lên để mình trưng bày chơi, với giá là 500 ngàn thôi. Giá tốt nhất luôn á. Tiếp theo đây em có một cái chóe gốm cây mai chuẩn cổ trên 100 năm. Cái chóe này có tích là tam long nhị phụng, nhưng mà được con cái là ở trên cái cổ, vành cổ đây, cái vai đây có được đắp nổi cái chùm nho, những cái hoa văn chùm nho. Nè cô chú anh chị em mình xem ha. Đắp nổi những cái hoa văn chùm nho. Chiều cao là 68, đường kính miệng là 21.5, vòng bụng 120 cm. Chóe này tình trạng của nó hầu như là rất là tốt, chỉ có là thẩm mỹ hai con đeo thôi. Tổng cộng là sẽ có 6 con đeo, nhưng mà hai con đeo này là đã được thẩm mỹ lại rồi. Còn mấy cái này là ghim của nó hết. Chỉ có con này với lại con này là thẩm mỹ nè. Khá đẹp ha. Đập nổi quá đẹp. Cái voi thẩm mỹ này mình nhìn sơ qua mình không biết đâu, tại vì làm rất là khéo. Đồ em bao hàng chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm chứ yên tâm nha. Đây đắp nổi toàn bộ cái phần quai của cái hoa văn là chùm nho luôn, đắp nổi toàn bộ.
Rồi ở phía dưới em quay cái hoa văn được đắp nổi là cái tích Tam Lân Nghị Phụng. Và cô chú anh chị em nhìn cái này đừng có thấy lạ nha, đây là cái men chải ngày xưa đó. Men chải do cái người lò của người ta làm, người thợ trong lò người ta làm đó. Loại men chải hàng chuẩn cổ nha. Tam Lân Nhị Phụng. Quá đẹp. Cô chú anh chị em mình xem ha. Rồi anh dở chôn lên. Cô chú anh chị em mình xem cái chôn nè. Đầu này em bao hàng chuẩn cổ giống cây mai ha. Quá mỡ rồi. Rồi. Cái chóe cây mai này em giao lưu với giá là 9 triệu cho cái chóe đẹp này. Tiếp theo đây là một cái bình bông vỏ đạn 105 ly. Cái bình bông vỏ đạn này của em là có cái dáng báo quê tôm khá là đẹp, chiều cao là 31 cm, cao 31, miệng 16 và nặng 2,2 kg. Tình trạng của nó lành và chuẩn xưa cổ. Có năm 1968, năm 1968 đóng ở đây, 105 ly lành. Em giao lưu cái bình này với giá là 2,2 triệu thôi. Tiếp theo đây em có một cái kỷ gỗ chắc chuẩn cổ, kỷ gỗ chắc. Kỷ gỗ này nó dài là 31, ngang 18 và chiều cao là 10 cm. Ở trên này được cẩn rất là nhuyễn. Và từ cái gỗ cho đến cái ốc ở đây thì bao hàm cho cô chú anh chị em là chuẩn Ginsu hết. Lửa lên rất là đẹp nè. Nó đã có màu thời gian hết rồi và cẩn tứ diện. Bốn chân là bốn chân quỳ. Gỗ chắc thì cô chú anh chị em mình xem cái thớ xớ gỗ rất là mịn. Gờ vô rất là mịn tay và nó sẽ có những cái vân chỉ đen. Và tiếp theo nữa thì nó rất là nặng và chắc tay. Cẩn trong cẩn ngoài luôn nè. Và cẩn rất là nhuyễn. Không phải cẩn theo kiểu mà ngoạt ngoạt đâu. Cẩn rất là nhuyễn luôn và đẹp. Hàng này em bao chuẩn xưa cổ từ 90 năm trở lên. Làm rất là khéo cái viền ở phía trong nè. Làm rất nhuyễn ha. Cẩn tay hết. Ngày xưa làm thủ công thì rất là khó. Nhưng mà cẩn được gì quả là xuất sắc luôn á. Tình trạng thì hai cái miếng bịch đồng này, em thấy là hai cái miếng bịch đồng này đã có làm lại. Còn lại hai cái miếng này thì nó zin nè. Làm lại cho nó chắc chắn hơn, có thể là nó đã bị mất như thế nào đó. Rồi, còn lại thì lành đẹp hết. Em bán cái này với giá là 7 triệu cho cái kỹ gỗ này. Tiếp theo là em có một cái khai có bốn vách là gỗ cẩm chuẩn xưa. Đáy là đáy gỗ gõ. Vách gỗ cẩm, đáy gỗ gõ. Và cái gỗ cẩm thì nó tương đối tặng cầm lên nó cũng khá là nặng tay đó. Cái này là gỗ cẩm, đáy gỗ gõ. Tình trạng của nó lành, đường kính là 24 vuông. Em giao lưu với giá là 500 ngàn cho cái khay này. Tiếp theo là một cái nhạo gốm Sài Gòn. Gốm Sài Gòn rất là đẹp luôn, vẽ tay hết và vẽ hoa. Cao 15 cm. Nhạo mình này là cái dáng nhạo hai bầu, nó lại càng hiếm nữa. Quay dòi làm rất là khéo luôn. Cốt dài dữ lắm luôn á. Hàng này từ khoảng hơn 90 năm cho đến 100 năm đã là chuẩn cổ rồi. Cao 15. Nắp này thì em thấy thì cái màu nắp á, nó hơi sậm hơn so với cái màu men của cái thân. Nhưng mà đẩy vô vừa y à. Đó. Cái nắp này với lại cái thân thì cái màu men nó nhìn giống như là 9 với 10 vậy đó. Đại vô đẹp vừa lành hết. Em giao lưu cái này với giá là 1,5 triệu cho cái nhạo này. Nhạo hai bầu thì nó khó kiếm ha. Tiếp theo đây là một cái thân hố gốm lá thiêu già, đồ này tầm khoảng là 80 năm 90 năm rồi. Đường kính miệng là 17, chiều cao là 18 cm. Ở trên này được vẽ cái tích là chim hoa phú quý. Và những cái thố này thì ngày xưa chắc có thể là người ta đựng đựng cơm á, giống như một cái nồi cơm vậy đó. Xe tay hết. Cốt già lắm. Và những cái thân thố vậy lại bao hàng cho cô chú anh chị em là một năm nữa chưa có nữa. Đồ này nó rất là già và nó rất là khó tìm. Những cái dáng thố mà lớn như cái nồi cơm như thế này, hai quai hai bên này làm như là cây núm vậy đó nè, dáng cây núm vậy đó, rất là đẹp. Em giao lưu cái này với giá là 1,6 triệu thôi cho cái thân thố này. Rồi tiếp theo đây là hai cái thố hàng gốm lá thiêu xưa. Cái thố này nắp không có cơm lê với thân lát nhẹ và cái men đây nó hơi ố. Đường kính miệng là 14, cao là 13. Nắp này lành. Đậy vô thì nó hơi to hơn so với cái thân chút xíu à, tầm khoảng 9-10 vậy đó. Tiếp theo là cái thố bên này, đường kính miệng là 16, cao là 10. Nắp này cũng là nắp lai.
tình trạng của cái nắp này thì em thấy rất là tốt. Thân thố thì hàng gốm lá thiêu màu và vẽ tích là ngư tảo. Phía sau có minh văn, hàng xoay tay, cốt già, men bóng khỏe đẹp. Âm ở đây một đường nhẹ, do đồ nó già nó xé men đó, đây một đường đó nè. Đậy vô thì cũng 9 với 10 vậy đó. Rồi, hai cái này em bán với giá là 400 ngàn thôi. Rồi, tiếp theo đây là một cái hộp bằng đồng. Hộp bằng đồng của người Hoa. Chân đế ở phía dưới đây là có cái chạm cái hoa văn luôn. Cái hộp bằng đồng đựng trang sức của người Hoa. Dài là 14, cao là 7 cm và chiều ngang là 7 cm. Nó có một cái ngăn ở phía trong nè. Nặng tới 500 g lận, có mộc nè. Em giao lưu cái này với giá là 900 ngàn cho cái hộp bằng đồng này, 900. Rồi tiếp theo đây là bốn cái bình hoa gốm lá thiêu xưa. Em bán về cho cô chú anh chị em mình trưng bày đẹp. Xem một dòng của bốn cái bình hoa này ha. Đầu tiên là cái bình này cao 26 cm, vẽ tích là bướm hoa, cốt già, là gốm lá thiêu vẽ đẹp và men bóng. Lát nhẹ trên vành đây một điểm và bên này một điểm, nó là hai điểm lát trên vành. Cái bình này á, là vẽ tích là bướm hoa, dáng đùi dế đẹp, nhưng mà bị con cái là nó bị tóc ở đây một đường nè. Và nó bị bể trên vành miệng ở phía trên. Mình mua về trưng bày chơi. Rồi, đây là cái bình bướm hoa nữa. Đây, bình bướm hoa. Cái này cao là 20, vành miệng dúng, dáng đùi dế, đồ già. Tình trạng trên vành đây nó có lát nhẹ. Lát nhẹ ở đây, còn lại thì lành. Cuối cùng cái này cao là 17 cm. Cái vẽ hoa này thì tình trạng của nó họ lành hầu như là 99%. Nó chỉ bị sờn men nhẹ ở trên vành chút xíu ở chỗ này do đồ nó già thôi, còn lại thì lành. Em giao lưu bốn cái bình hoa này, cô chú anh chị em mình mua về mình trưng bày một dọc ở trong tủ này rất là đẹp. Em bán 1,3 triệu thôi cho bốn cái này. Tiếp theo là em có một cái đồng hồ để bàn, hay còn gọi là đồng hồ vai bò đó. Hàng này của Đức chuẩn cổ. Mặt số ở phía trong là mặt số La Mã. Mặt số La Mã. Cái mặt số này thì nó có ở bên này là bị hơi bị xét của con ốc ở bên cái kiến nắp này nè. Đó, đậy lại. Cái kiến này nó đã có hoa văn nè. Mặt kính mo và có hoa văn. Hai đồng hồ này là đồ chuẩn cổ nha, cao là 16. Dài là 35 cm. Đây là cái cây để lên cốt cho ba hai cái ổ cốt. Có mộc bên đây. Cô chú cho mình xem nè, cái đồng hồ này rất là mạnh nha, hoạt động rất là tốt, có mộc lò nè và xài chuông chén. Đồng hồ này thì nửa tiếng nó sẽ gõ giờ một lần để điểm giờ, và đúng giờ nó sẽ gõ giờ. 1 giờ nó sẽ gõ một cái, 2 giờ sẽ gõ hai cái, 3 giờ gõ ba cái và dài lên. Tình trạng lành tốt và chuẩn cổ trên 100 năm. Em giao lưu cái đồng hồ này lành ghiên hết với giá 2,8 triệu, hoạt động rất là tốt. Tiếp theo là em có đèn dầu Nam Bộ xưa. Hai cái đèn dầu Nam Bộ chuẩn xưa, chiều cao là 33 cm, ống khói. Tình trạng của nó lành. Tim đồng họng hoạt động tốt, dần lên dần xuống tốt và trơn. Cô chú anh chị em mua về chỉ cần mình châm dầu vô cái bầu này là có thể đốt cháy lên và trưng bày. Em giao lưu hai cái đèn dầu này với giá là 300 ngàn thôi. Tiếp theo là một cặp lục giác gốm Nhật chuẩn xưa 80-90 năm. Cô chú anh chị em mua về mình trưng bày tốt. Tình trạng nó lành tích hết trơn luôn. Đồ chuẩn xưa mỏng và thấu quang, in chàm đẹp, in tích sơn thủy ở trên cái hai cái bình này. Cao là 32.5 cm. Chỉ lỗi lầm duy nhất là bị lỗi lò. Cái dáng nó sẽ hơi nghiêng, dáng hơi nghiêng. Nhưng mà được con cái là nó lành đẹp hết trơn luôn. Lành tích hết trơn luôn, không có một cái vết vẩy nhẹ hay là vết răng nứt gì hết trơn. Lành đẹp, mỏng và thấu quang. Em giao lưu hai cái bình này với giá là 4 triệu cho hai cái lục giác đẹp này. Chỉ lỗi lò cái dáng nó hơi nghiêng thôi. Tiếp theo đây là một cây cân giá bằng đồng loại 12 kg. Loại 12 kg. Toàn bộ là bằng đồng hết trơn luôn. Ở phía trong này nó có đóng số 20 gì ở đây nè. Đó. Em bán cái này với giá là 900 ngàn cho cái cây cân này. Tiếp theo là một cái bàn ủi con gà.
bằng ủi con gà chuẩn xưa, đồng nặng 1,7 kg, tình trạng lành đẹp, lành lặn hết. Em Zalo cái bằng ủi này với giá là 950 ngàn. Tiếp theo em có 10 cái dĩa con gà bằng gốm lá thiêu xưa, 10 dĩa con gà gốm lá thiêu xưa đường kính là 20 cm, tình trạng của nó lành, men bóng khỏe, và đồ này em bao hàng chuẩn xưa 60-70 năm. Em Zalo 10 cái dĩa lành này với giá là 300 ngàn thôi, và em không có bao phí ship ha, 300 thôi, lành đẹp, em không bao phí ship. Tiếp theo là một cặp chậu hàng gốm lá thiêu màu vẽ chim hoa phú quý bạc đầu. Cặp chậu này là miệng là 28, cao là 20 cm, tình trạng của nó lành, lành đẹp và chuẩn xưa 80-90 năm. Hai cái chậu này vẽ đẹp, vẽ tay hết, vành cũng có hoa luôn nè. Em Zalo hai cái chậu này với giá là 7,5 triệu cho hai cái. Tiếp thêm có 3 cái tô con gà gốm lá thiêu màu chuẩn xưa. 3 tô con gà gốm lá thiêu màu chuẩn xưa. Đường kính của 3 cái tô này lớn, đường kính miệng tới 20.5 lận. Phía sau có minh văn lòi cho nên cô chú anh chị em mình cứ yên tâm, hàng chuẩn xưa 80-90 năm nha. Vẫy nhẹ như cái hạt đậu tí xíu nè. Cái tô này nó lành, tô này đẹp, có minh văn lát nhẹ cái này tí xíu nè. Ba cái tô này em bán với giá là 1,1 triệu thôi cho ba tô đẹp này. Tiếp theo là một cái bình gốm, một bình gốm Vạn Ninh chuẩn cổ trên 100 năm. Bình gốm Vạn Ninh chuẩn cổ, phía sau có minh văn nè, và ở phía trước này sẽ vẽ tức Tùng Lộc, cao là 41 cm, chàm xanh, và đồ này em bao chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Cái bình tích Tùng Lộc này nó được vẽ hai con Tùng Lộc, thông thường thì tích Tùng Lộc sẽ được vẽ một con Tùng Lộc với lại cây tùng, mà con này là vẽ nguyên luôn hai con Tùng Lộc luôn, cao 41 cm, mộc lò, và dưới đây nó có rạn men và không có xuyên cốt vô trong. Trên cái vành đây sẽ có tình trạng là thẩm mỹ như cái muối chanh vậy, từ đây dòng qua đây tí xíu xíu, và như cái chữ V ngay chỗ này tí xíu nữa. Còn lại là lành đẹp hết, mua về trưng bày nước thoải mái. Em Zalo cái này với giá là 5 triệu thôi cho cái bình Tùng Lộc này. Rồi tiếp theo đem có 7 cái chén và 10 cái dĩa cùng một cái mẫu hoa văn hàng gốm lá thiêu già nha. Mẫu này em thấy cũng ít gặp lắm. 10 cái dĩa này đường kính của nó là 19 cm, loại lớn, và tình trạng của nó hầu như là lành hết. Cô chú anh chị mình xem cái này giống như là cái mẫu bắt quái vậy đó. Đây là những cái đường gạn men độn do đồ già thôi chứ cũng không có gì đáng kể. 10 dĩa gốm này là lá thiêu già tầm khoảng là 70 cho đến 80 năm. Trên này vẽ giống như là tích bát quái vậy đó, vẽ hoa. 10 dĩa này em Zalo với giá là 250 ngàn cho 10 cái dĩa lành này, đường kính có 19 lần. Và tiếp theo là 7 cái chén này. 7 chén này đường kính là 11 cm, đồ già ha. Ở đây thì nó có bị gạn men nhẹ, gạn men nhẹ thôi, hai đường, do đồ nó già nó gạn men chứ không phải là bị tóc. Tình trạng hầu như là lành tốt hết. Em bán với giá là 150 ngàn cho 7 cái chén này, 150 cho 7 chén. Tiếp theo là 7 cái tô lá thiêu vẽ hoa, đường kính là 16 cm, cốt dài dữ lắm, men lại bóng đẹp nữa. 7 cái tô này nó lành, em Zalo với giá là 150 ngàn cho 7 cái tô này. Những cái tô dĩa gốm lá thiêu em không có bao phí ship nha. Tiếp theo là 20 cái chén nước chấm, 20 chén nước chấm hàng gốm lá thiêu vẽ hoa, vô cùng một mẫu về, và cái dáng của nó là dáng lục giác vẽ hoa, đường kính là 9 cm, tình trạng là lành. Em Zalo 20 cái chén nước chấm này với giá là 400 ngàn thôi cho 20 chén này, 400, lành. Tiếp theo là 6 cái chén đường kính là 9.5 đến là 11.5. Mấy cái chén này dáng của nó là loại dáng tròn và có đế nè, loại như da sáp, đồ rất là già luôn. Ở đây nó có bị lát nhẹ xíu xíu nè, đây lát, bên này tí xíu nữa, đường kính là 9.5. Đây, chén này đường kính là 11.5, có mộc.
có mọc sông bé. Cái này có mọc nữa nè, hai cái có mọc. Em giao lưu 5 cái 6 cái chén này với giá là 150 ngàn thôi, 6 cái chén này. Đây là một cái bình hoa sơn mài chuẩn xưa, vẽ tay. Cao là 12. Sờn sờn cái sơn nhẹ trên vành xíu à. Còn lại lành, em bán với giá 100 ngàn thôi cho cái này. Tiếp theo là 6 cái dĩa chim hoa phú quý bạc đầu do gốm lá thư xưa, đường kính là 16 cm. Đường kính 16 cm, tình trạng của nó lành. Vô cùng một mẫu, vô cùng một mẫu. Em giao lưu với giá là 250 ngàn thôi cho 6 cái này. Tiếp theo là chung uống trà. 5 cái chung lớn, loại này thì để ghép bộ với những cái ấm lớn, ấm 5 lít, 7 lít đó. Đây 5 cái chung uống trà. Đường kính miệng là 8 cm, có hoa văn. Cốt già. Lát nhẹ chỗ này tí xíu. Chén này có hoa văn. Cốt già lắm, lát nhẹ chỗ này tí xíu. Lột cái men nhẹ. Lát nhẹ xíu trên vành. Lát ở đây. Có chữ đẹp. Rồi. Em bán 5 cái này 100 ngàn thôi. Rồi hôm nay có một số món như thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của anh em.